Vâng. Nó cứng ra là mang cái xe kia để đi. Chúng tôi đang bị mất điện. Chú Sơn này cũng có xe đọc mình bốc đầu ấy. Cho thằng gọi luôn. Anh có xe đạp. Vâng, cho bạn mượn đi lấy về đi. Có khi nó cũng vứt đi rồi.